Vâng, em Quyết Auto xin kính chào quý khán giả và quý nhân. Quay trở lại video clip xong buổi sáng này thì bên em lại đi lắp đặt cho chú Hải có địa chỉ tại thành phố Hải Phòng. Cặp loa JBL 4726A. Với cặp loa 4726A này thì có bên em Quyết Auto lắp đặt cho chú về trong tình trạng đẹp xuất sắc trên 90% các nhá. Cái cặp này. Đấy. Hiếm khi có cặp nào mà đẹp như cái cặp này các nhá. Đời A nhưng mà nó cực kỳ đẹp. Từ bông nỉ cũng như góc cạnh đó nhá. Với cây này thì bên em phối ghép và lắp đặt cho chú đẩy 4 kênh của hãng DB Acoustic, mang mã model là D4.25, sử dụng một lọc của Nhật và một vang số DBS 800, một quản lý nguồn và một độ mic 550 Pro. Đấy, đồng bộ của DB. Với cây này thì bên em phối ghép cho chú một cục súp JBL mang mã số model là 118S, sử dụng bát 50. Đấy. Với cặp loa 4726A này thì sử dụng bát 40 từ 220-100, đặc biệt sử dụng một tép đèn côn họng lớn, côn họng 100 đó nhá. Nói đến dòng này thì các bạn biết rồi, được đánh giá một dòng loa phân khúc 4 số đời A cao cấp về chất lượng karaoke thì cực kỳ hay luôn. Thì sau đây bên em Quyết sẽ test một đoạn karaoke ngắn gửi tới toàn thể quý nhân và khán giả đồng bộ của combo của chú Hải. Đây là chú Hải đó nhá. Đấy, rất tuyệt vời với ca khúc Lệ Đá quá nhá. Đấy. Cũng do không gian là chú thì hiện tại bên dưới tầng 1 thì là chú đang cho thuê để khách hàng đang bán hàng, thì sau chú không cho thuê nữa thì chú sẽ chuyển đồng bộ này xuống tại tầng dưới quá nhá. Hiện tại chú đã bố trí tạm ở trên khu vực không gian sinh hoạt gia đình chú. Ok, Lệ Đá. Quá tuyệt vời với cặp loa 4726A. Tiếng mic của nó cực kỳ hay, đặc biệt tiếng chép của nó ra thì khó tả về dòng loa Tone 100 này coi nhá, cực kỳ mạnh mẽ, uy lực. Ngồi đã xanh rêu của bao tuổi đời. Quá tuyệt vời. Ngồi gió phiêu du qua bao đỉnh hỏi những đêm trâu đèn vàng héo mắt ái ân bây giờ là nước mắt tháng ngày buồn nhớ mong mây đùa ấy tôi như con chim lạc đàn xoay cánh ấy cô đơn bay trong chiều vàng và ước mơ sao trời cùng báo tố để yêu thương nhiều vạn vạn bó tháng ngày làm men say muôn thơ tình yêu đã vỗ cánh rồi là hoa giọt mật mà cho đời chặt chiều thì niềm tin vắng em nhớ gì không em ơi màu áo thiên thanh thơ ngày nào đó là chú Hải rất hát chỉ rất là trong mưa bay thật có ai với cặp loa 4726 à, tiếng mic của nó cực kỳ sạch sẽ. Trời thuyền biên như mùi em ba màu mặt biên suối hẹn hò trao tranh đầu năm quá tuyệt vời luôn. Chú hát bài này thì các bác thấy hay cho chú Hải xin một like nhá. Chú rất là đam mê về âm thanh nên là hiện tại chú bố trí tạm ở khu vực trên này thôi để các bác nhá. Đấy. Coi như đây là sẽ là một phòng cao kê thì sau sẽ bố chú sẽ bố trí xuống phòng khách. Cô ấy tôi như con chim lạc đàn ai là soi cánh ấy cô đơn bay trong chiều vàng và ước mơ sao trời đừng bám bó để yêu thương càng nhiều gắn bó tháng ngày làm men say nguồn thơ
thì niềm hy vọng. Em nhớ thì không em mới cực kỳ nhẹ để xa đã bắt rồi. Chìm khuất muốn trong mưa, mưa bay ra. Sử dụng bộ mic ở DV 450 vào đồ. À 550 vào đồ các bạn nhá. Trời điên điên, nhớ thôi em đang mau mắt biến. Suối hẹn hò chặt say đầu đó. Độc đá thu xưa một trời điên điên. Nhớ thôi em đang mau mắt biến. Tông này cực kỳ mới luôn. Ok, quá tuyệt vời. Cảm ơn chú ạ. Ok, và các thưởng thức là các bác đã thưởng thức chất âm karaoke, những combo của mình karaoke cho chú Hải với các khúc lệ đá đó nhá. Ok.